Chả biết định rồi cái lúc lúc mua. Đây. Cái chạy lung tung lên chả biết rồi. Đừng đừng đi vào đây, đừng đi vào đây, đừng đi vào đây, cô bác đang quay. Bài vô con nick không được vô, chỉ người lớn còn được vô. Dạ. Con nick không được vô hình ảnh đi. Cái chạy lung tung mà chả biết đến rơi ở cái chỗ mô. Xia cô để tê nhưng chạy đi chơi cồng nên những chả biết cô con thả với con bía đi tìm mà không thấy, cô đang tìm lại cô có thấy không? Chạy lung ta lung tung mà. Rồi đứa này sái cho tê sái cho nên quạt các mắt vô cái áo ấy, rồi mới rơi đi. Ô trời ơi. Ô bà ơi. Anh có mắt rồi. À bên rồi mồ mắt. Chạy con lối gì thôi mà. Ê, đừng có vô. Đúng mà.
Thôi không chắc. Ôi trời ơi, ơi bay ơi. Mấy ơi tùy chịu bỏ cả. Tranh vừa rồi, để có tao đá này. Tao ngồi đây. Ngồi đây để coi bay đá bóng nha. Trời ơi mấy cái tiền nhỉ. Răng rồi. Bị răng rồi.
anh kia anh chín này. Giờ 15. Chứ không có đứa mồ phải nấu cơm mà bài. Chứ bạn phải nấu cơm mà. Ờ. À. Không ăn cơm không mà có tiền đi vô trong trong tê mua canh mua chả của tê. Bà Bình ơi. Để nhìn lên thì hao nó. Ôi dồi ôi dồi ôi cô ơi. Cô ơi. Từ từ chú ơi. Để cho tí nữa cô nó tắt. Để tí nữa cô nữa cho. Có về này. Ờ. Có về cho ăn bánh mì rồi. Cô bánh mì ăn là tốt rồi. Mua sữa về mà chấm. Ờ.
mổ lâu, bác sĩ biêu tàu mổ phải đi tàu eo mà hân đứng bốn bền hân dở tài tàu eo trẻ thiểu kiểu lần cái bữa ngửa cái cổ tao lên gì này mà mổ lâu quá tao đau cổ đây này, mà tao chỉ muốn lấy cái tài để tao đỡ cái cổ này thì hắn lại giấm lấy tài tao. À, tao cưỡng cái đấy tao giấm thì hắn lại giờ nữ, mà tao cứ muốn biểu ai đỡ cho tao cái cổ. Tao đây bác sĩ biểu là cái ca này đúng là phẫu thuật chứ không phải là nữ. Kiểu cô có tao hắn rằng ạ, mình hắn cũng mà người tôi làm lâu. Rồi là tao chưa thấy bác sĩ nói được nữa. Mà ô trời, tao tưởng tượng nữa, tao tưởng tượng chắc mà lâu thêm tí nữa chắc tao chết chứ bay ạ. Cái hôn đào cái đỉnh đào của người ta cứ đè ngửa tao lên những gì. Rồi là cái đỉnh đào đó hân chúi xuống dưới cái bàn đó, mình vừa đào đỉnh đào mình vừa đào cổ gái bị ngửa ra mà. Hân đào lắm thôi. Mà khi mình không mồm mình thì banh như dưới không nói được. Mà cứ cử động tay chân cái người ta lại giấm lại, người ta đứng mấy xung quanh nhưng mà đến ở cả đi chắc phải 7-8 người nữa. Người thì đứng ở chân người, hai người hai bên, rồi người thì đứng đưa dụng cụ cho cái bác sĩ mổ nữa. Đây em mổ rõ đơn giản, đơn giản kỳ luôn. Tự mình ngồi dưới thế này. Này. Đưa cho em một tí nha. Em cầm tay em cầm cái lưỡi của em tự lôi ra. Ờ. Tự em lôi cái tay ra. Cái lưỡi của em ra cho xong rồi. Đưa là cái kênh được khám chứ mì, khám với rứa. Ừ, rứa có mì. Nhưng mà đợt trước chạy là không chưa cắt bằng dao điện. Ờ. Cho bọn em là cắt bằng dao điện này. Ờ, cái hồi ấy là cho chỉ mổ nội soi hồi là mổ nội soi nhưng mà cắt bằng không phải bằng dao điện. Ờ. Giờ là không có dao điện nên cắt luôn không mà chảy. Ờ, rất nhanh. Tao cũng chỉ có bị chảy máu mồ nữ. Ý là có chạy cắt nhưng mà cái da nó có cái thúc nó chống cầm máu. Ờ. Nhưng mà không phải bằng dao điện. Ừ. Cái cây thì em tự cầm như này em lôi ra. Ra xong cái ông bác sĩ như biểu là lôi ra xong em là hít sâu hay là hít kiểu chi này hay là làm chi là mình làm cho ông được hợp tác tốt. Ừ, rất là mi với lại mi chắc là mi chịu được cái tao đây. Có đau không? Có đau, đau là việc của em, còn làm là việc của anh. Tao rất là em hợp tác tốt á, tí là xong. Tao 30 phút thôi. Rất là dua là mi cái người chịu được, có người người ta chịu được, cái tao đây nó cứ động vô cái họng tao cái là tao ệ. Tao không chịu được. Cứ đùa thỏa cái dụng cụ vô kể cả giờ đi khám nữa. Tao khám khó lắm thôi. Ừ. Xong rồi vào cho một cốc nước đường ấm. Sao mình có phải ăn cháo à? Có phải ăn cháo à? Có. Ăn cháo quyền mà màn đến tuần tao ở trên đứa cả tuần đó. Tao ở trên đứa rồi cứ hàng ngày người ta chạy cái hơi ở trong cái thuốc á. Tao bủa thuốc vào trong cái ống hơi nó người ta chạy bằng điện cứ chạy sành cái tao cứ há mồm nó tao bủa trong mồm tao để chuẩn chạy vô chuẩn hà cái thuốc vô này. Không, ví dụ mình không ở đứa thì mình không làm được. Nếu mình mà ở đứa ở lại viện nữa thì người ta làm cho đứa thì hắn tốt hơn. À đó. Tao đây thì chỉ có chùa thuốc uống thôi. Với lại ăn cháo, mấy bữa đào ăn cháo này với kiêng nối thì có kiêng à. Ờ, muốn cái chi vít. Hấy. Bắt đầu về nếu mà phải là đưa cho cô một cái bút với cái giấy cần cái chi vít ra bà thôi. Cô đây ăn cái chi cô. Cái hồi mai nên mày biết rồi. Ừ. Mà để nói. Sao về bà lại được bà thích nữa. Mẹ về chứ. Mày đã không nói được rồi. Lũ ơi mẹ về chứ. Mẹ lũ về chứ. Vâng. Ở nhà quên đăng kim. Không. Như ba ở đây lại ít phải nói. Hồi trước là tao cái thời nữa là tao đang đi chợ. Nên mà tao phải nói nhiều. Chứ như ba ở đây thì ở nhà thì cần cái chi nối không thôi, mình đi chợ nó mình phải nối để mình phải mua được hàng, mình phải rao với kêu. Cũng phải kêu một tháng rồi chợ mới đi chợ. Ờ thì tao không phải kêu nhưng mà được rồi. Nhưng mà có tự giờ mà nối nhiều tao cũng rát, mình có rát không? Đã được tháng. Cô qua mất hơi luôn mà, mổ là bị rát cổ mà mất hơi. Ừ, tao không rứt đó. À giờ mổ dễ nha. Ngày nó mổ phải nằm lên trên bàn nằm ngửa ra người ta bị ngửa cái cổ mình cái đỉnh đảo mình đúng đường ngửa luôn lên cái bàn giống mình đĩa. Đấy, ngồi như này cái ghế ngồi. Ờ. Em ngửa cái xe tự mình còn cắt nhưng mà cắt ra nó cắt ra cho em à những cái hạt bằng đầu kia. Tao chả coi, tao thì coi trong cái phim siêu đó thấy hai cái hột trắng trắng siêu ấy như cái khi mình chưa mổ đó. Chị nhà ai mình cười. Cắt hẳn lên mình xem. Đang đứng để chờ đợi. Trông như hạt thủy tinh luôn đó. À.
Rúa mì lại nhiều hạt đó rúa tê. Ờ, cô Tàu đây á, thì như cái cô hàng hàng tập đó, cô nó ngại nữa, cô nó cũng biểu lên, người ta cũng biểu mổ cô, không mổ cô uống thuốc nó lại được, nhưng hình như là mới mổ đây nữa rồi ạ, cũng không được, lại phải mổ rồi đó. Nó hỏi tao lên, tao hỏi cô nó, tao lên nhớ ra tao mổ đó. Nhưng mà ơi, bác sĩ vì lại cái bọn nó đứa cũng nhiệt tình lắm, cái hồi nó tao mổ đứa ạ. Mày mổ ngoài nhiệt tình. Ừ. Đây em rất nhiệt tình, mày em mổ ngoài mà. Nam vô kìa, tao quên, đúng rồi. Rồi bài cốp của máy tính rồi mà nữ được mà quay được. Em có mấy cốp. Ừ, máy. À, trong máy. Trong máy. Nào mà em có được tí của máy. Lớp quay cả máy. Nào quay. Thế là mày mày đỡ mình làm mình cũng được. Chồng nhỉ, chờ. Hết pin à? Hết pin à? Hết năng lượng. À. Có chiều nay nữa, mai ta lại về sớm ạ. Mai lại để bà nước để cô thời gian để đi muộn thôi. Để hết dung lượng. Mai mày còn mộ đã hết dung lượng. Mai cứ quay đến hết dung lượng hết. Không có coi buổi sáng mình chiều nghỉ. Rồi hết dung lượng bay cô bay để bay nghỉ à? Nghỉ. Đi chơi. Nói chung là vẫn được quay. Một bữa cái côn ở bên Hồng Trạch chứ gần nhà ngân này, cái côn mà bị đau đào rồi bị chết chứ là cái côn gần của dưới làng bay à? Không. Nhưng hắn ở như cái gì lấy chồng lên đây đúng không? Ở Hoàng Thanh hay Hoàng Chi chứ đúng không? Ờ, hắn ở dưới Hoàng Thanh chứ. À, lấy chồng đây. Chạy dâu hắn ở đây, chạy chồng hắn ở Hoàng Thanh. Chạy chồng đó. Chạy chồng, ý là hắn, à chạy chồng. Hắn ở dưới đó, hắn lấy chồng dưới đó. Ờ, dưới mà lại đứa Hoàng Trạch. Ai bảo? Con Hường hôm qua hay hôm tê, con Hường lấy thằng Đông đó. Hắn cũng sang, hắn cũng biểu là cờ em yêu lắm, lúc em cứ đào đào em cứ tưởng em cứ tưởng tượng ra không khéo mà giống cái côn ở Hoàng Trạch, hắn lại biểu trước côn là chạy chồng của hắn ở Cốc Châu này dứa mà lại biểu ở Hoàng Trạch chứ bữa chết tao không lấy chồng Hoàng Trạch không ừ. Đấy nhà Trì đó, nhà Hồng Trì đó, cứ mấy thằng chồng ngày bố cũng đang về vợ rồi đang nhớ nhung rồi ngày lễ tình nhân cũng mua hoa. Đó này. Cái thằng mày vợ chết chứ đó. Ừ. Thấy bố con nó đẹp là. Con nó đẹp gái. Để được thấy cái con trai luôn. Cái bữa đang đi cái ảnh mà khổ nhỉ. Cái ngọc mà thấp hắn với vợ đó nhỉ. Rồi cứ xem lấp lánh đó. Rồi ngày lấy tình nhân hắn cũng mua hoa để đào rừng của hắn lại tặng vợ này rồi. Ngày xin lễ thì dưới thì làm răng mà hắn siêu thoát được. Ừ. Màn răng mà mô mà quên được vợ đúng không? Vợ chồng. Vì là bọn đi yêu như mới yêu. Chắc là địa cũng dài đúng không? Ít tuổi. Nhưng mà có bầu cưới thì về được mô ạ. Thì là thằng đi lại đi nước Hàn Quốc. Nhưng mà đến khi về phép được một năm. À, chứ thằng đi đang đi Hàn Quốc à? Hàn Quốc, một phép một năm thì lại về lại có bầu tiếp thằng D. Ờ. Không biết ra sao lại được có mấy bữa lại đi. Đi thì thằng đi vừa mới đẻ được mấy tháng này. Thì con đi bị bại thằng đi về. Thì là mới đi được 2 năm. À, rất là không phải là chết tự nhiên chi. Cũng bị bại thằng đi về chi. Ý là con đi là có dấu hiệu là nguy hiểm thì mới gọi về thì ra Hà Nội chăm vợ được mấy bữa thì vợ chết ở giữa chứ lại người ta lại nói là chết con đi bị đào cái chết luôn đi người ta nói lung tung lung tung làm ngày trước hắn cũng bị hắn cũng hay đau đào thì cũng chưa tức là bình thường đấy nhưng mà tự nhiên cái hôm đó là hắn đau không chịu được thì mới mang đi thì mới biết là viêm màng não bị não. Còn nhưng mà đúng là cái đi lại bị tình huống bài ạ. Vì lại gì? Vì là lấy thằng đi lại cũng đi Hàn Quốc đi va xa suốt vợ chồng cũng không hay va chạm là một nữa. Vì lại cũng không phải thiếu thốn kinh tế đấy, chưa phải va chạm chi này hắn. Có 2 năm này mà đang còn đang tình cảm mặn nồng lắm thì lại xa nhau. Thế giữa đó. Như con nó chết hả? Chết rồi. Về mà cũng không nói chuyện được thì cũng bị
Thế đều thở hả? Hắn cái là mất cảm giác luôn, không biết cái gì nữa, mất nhận thức luôn. Ý là chỉ nhìn nhau thôi chứ còn nhìn, nhưng mà hắn chưa chắc đã có nhớ thằng đi không nhỉ? Hay là không biết là hắn có nhớ mày hay không. Đến khi mà về em gặp con cũng không thể em gặp được, vì hắn đau hắn không thể chịu được con. Thế xong về nhà đã em check. Bài nhiều cái người mà đã đến khi bị bệnh như đào nó không khẩn sống mà bố mẹ cho đến khi bị đào quá nó chả khẩn sống mà đây đấy không đào. Biết được ai nữa đấy mà đào lắm, đào cực kỳ đào quá rồi kinh nhở nữa lụa lo ông đau đầu đi khám tới nên mà có tiền thì dặn đi. Đi khám đi coi, có người không chả có mình mua tôi dặn thôi đừng có ham đất nữa. Chứ cô cứ đàn tiếng một đất là cố lên. Cố gì? Cố đủ tiêu đất đai mà đấy. Một bữa tới đằng nối. Người mình thì lắm tham vọng lắm. Giống một ước em có một khát khao. Ngày trước nó nhờ cho làm nhà xong nó nợ, bà biết nợ khi nó gần 200 triệu là to lắm chứ. Rồi tao tưởng tượng nha. Đau đầu kinh khủng luôn. Ốm nó chả có tiền nữa, chả không thuốc rồi, có đào đào mà nhìn côn nó thương cực. Mình cứ kinh lắm, mai hay mình bị bệnh chi mình chết, nhưng vứt côn đây nó thương cực, cứ chảy nước mắt ra. Thế nào khi cứ ngẩy đến đống nợ nó rồi lua. Anh bị về á, là anh đi sang vừa mới được có mười mấy ngày cái bị về, mình lại làm nhà dỡ dãm ra rồi. Sao mẹ già rồi có chết á? Có, chết. Sao mẹ mà già con lớn luôn lại đánh lại được mẹ. Sao mẹ đánh con già mẹ. Cái bữa con biết anh cho ăn biểu đi này, sao mẹ mà làm vợ mẹ không bị đánh nhở? Con biểu tao rứt nè, sao mẹ mà làm vỡ ra mẹ lại không bị đánh? Vì là hắn làm vỡ cái chi là mình đánh hắn, mà mình làm vỡ thì mình không ai đánh hắn. Hắn hỏi tao rứt nè, con thứ hai à? Hắn hỏi mà mình lại tức cười chứ. Chị có làm em của em nhá, em mới là chị có làm em của em. Mẹ đẻ đi là con được làm chị đó. Chào con làm em, nhưng mà mẹ trước đẻ đi là em con được làm chị. Đúng là làm chứ. Chị em bon đó chị. Bây giờ đóng tả con làm mẹ nhá. Xong mình bảo cho mẹ sờ tí với mẹ ơi cho con sờ tí với thôi, không làm mẹ nữa đâu. Bọn nó buồn cười. Nào mình nhá về cái mẹ anh nay con làm chị đi. Còn em còn anh Hiếu làm em nhá, nhưng mà con làm chị gái không làm. Không thể ăn cho giờ anh thấy nói đi ăn chán này, giờ mà nói mẹ đi ăn không đồng có đi ăn, mẹ đồng đi ăn không đi ăn đâu mà. Dạ, ngại. Không phải ngại mà hắn khổ, mình đĩa là hắn khổ. Phải hắn phải là mình cái chi cũng sai hắn này rồi em nữa. Hắn lớn nữa mà em mến dở đứa cứ chành nhân cứ khóc nữa. Rồi mình lại đi ăn mình bới. Thế một đứa mấy tuổi, một đứa mấy tuổi rồi ạ? Một đứa 15 16 tuổi rồi, với đứa mới có chưa đầy 6 tuổi. Chưa xong nhỉ? 10 năm đây cái hồi nữa là anh nhớ được khi nữa mười mấy tháng này út được hơn 2 tuổi rồi, hơn biết nhà mình rồi. Thôi đi đẻ đây đứa nữa tao á. Thôi đẻ đi chưa nhau mà một đứa lớn 6 tuổi nhà cho cái ngại mà đĩa không thì đứa thứ hai là 6 tuổi đúng không? Đây nhà em một đứa 3 đứa thứ hai chưa được 6 tuổi hả? Đứa thứ hai đang học lớp 5 tuổi chứ đúng không? Lớp 5 tuổi. Còn nhà cho đây là cái ngày nữa con bía cho mới được biết khi nó được hơn 2 tuổi đó. Thì anh đi Dubai cái đó rồi đi được 3 năm được đi 3 năm mới về, nhưng mà anh ấy lại khi nó anh bị mổ ruột thừa mà hắn lại không cho nghỉ được có mấy ngày thôi thì khờ, anh cũng phải đi làm rồi lại rồi anh xin anh về khi 2 năm rưỡi đó. Anh về phép rồi làm nhà. Anh về phép rồi làm nhà đó rồi làm nhà xong rồi anh sang. À chưa xong chứ anh về phép quý 3 tháng hay nè, như 3 tháng. Con người nó mặc nhìn già già nè. Đẹp nhỉ. Chát chưa? Con sợ em mà lại nhìn già nhỉ. Đi con mà mặc nó phong cách. Con chọn quần áo cũng già lắm. Đúng tắc rồi. Ai đó? Rất sao chị sinh năm mấy? Năm 82. 82 à? Rồi, rồi anh về cái làm nhà nè, làm nhà cái anh đi sang được có mười mấy ngày cái báo về. Anh biểu sang rồi anh với vay mượn của anh em ở bên đó. Rồi anh gửi về với anh làm anh gửi về thì sang cái được có mười mấy ngày cái công ty phá sản. Cái rồi hắn cho anh về. Rồi anh đu dừng hết lại nhá. Cái gì chưa làm dừng hết lại. Thì khi chỉ còn có mỗi trát tường với lát nền thôi.
với lại lại cửa thì đạt rồi nhưng chưa lắp. Tao đi vô tao tao biểu anh Lương làm cửa gỗ với anh ơi. Thôi anh sĩ nhà em biểu anh bị về mà giờ anh cứ thôi dừng lại rồi anh thôi cửa đừng anh chả đừng lắp nữa, để lúc mà bọn em có tiền để lắp. Anh biểu thôi cứ lắp đi, lúc mà có ít mồ đưa cho anh, còn không thì còn mồ anh cho nợ rồi cô trả dần cho anh. Chứ giờ có phải bộ bàn ghế thì anh bán được cho người khác, nhưng cửa anh lại đua phong thủy nhà bà anh nhưng mà không để được cho ai. Anh biểu trước nó còn còn tường thì biểu giờ chả lẽ không trát à. Mình về nó anh về nó hai vợ chồng cũng nằm luôn, kệ cô để gì ông được, chả cần trát nó cũng được rồi cha. Nhưng mà những ngày gì chứ để gì rồi dỡ dỡ dẫm dẫm cho thợ rồi răng có. Mình những ngày mưa chả mưa vô mình đang ở khổ mà bay biết nhà cho ở trong tên nhà đang nhũa nha, nhà đang nhũa rồi bếp nó dột cực kỳ luôn. Đi chợ gà mà trời nắng thì được chứ trời mưa nữa chia trên này để gì đất thì phải chấn xung quanh, nhưng có mưa dột xuống bắn bắn vào gà đi nè. Trời nắng thì được cái trời mưa nữa nhìn thấy sao thế chứ. Thế ra ngoài đó ở năm hai mấy, năm 2000 hay là 2011 hay 12 nhỉ, biết 2011 hay 12 tao chả nhớ nữa. Nhưng mà giờ về mà eo tao đào đào của cái họ anh bị về tao đào đào. Em làm 14 thì 15 ở đó, cái gì cho hình như 11 em ơi, hình như 11 hay là không biết mấy tao chả nhớ. Giờ cái sau hai vợ chồng ngồi á ra nấu là biểu gì chứ, lại nấu nấu ý là nấu bánh dúc cho gà đó, lại nấu bằng bếp củi đó, ngồi biểu gì chứ. Anh như cứ làm ra anh đi học tiếng Hàn rồi tao biểu gì chứ, giờ tiền chả có cứ đi học cũng gì nữa, chả biết người đi sang chả có người về, chả biết cô đi được hay không, đi học lại chả đi làm được nữa, lại càng nợ thêm, đi học lại phải tiền học nữa chứ, rồi đi đi lại lại cũng phải tiền nữa. Do anh chứ biểu không nữa thì bán đời đi rồi mua chỗ nhũa hơn, nếu anh cứ học đi mà không đi được thì nếu mà nợ quá mà bí quá đó bán thì bán đi khác. Mua chỗ khác anh biểu trước. Giờ là anh chưa cố rồi, anh chưa học đó chứ, anh chưa học mai răng mà anh lại cũng chả học mấy, cũng có bữa lại đi chợ rồi chứ. Măng tây này giống cái cây cảnh nhà luôn, cây nhà bà Tuyết là hắn mọc theo cái kiểu là dạng lá là bằng cái cây này để nấu cái chi, lá bằng cái gì này sao có tòe ra gì chứ sao? Không phải là dạng lá giống như dạng cây thông rồi gì, nhưng mà răng mặt xưa thì thín à? Lá cứ dẹt dẹt gì đó tè này hắn dẹt dẹt ra chứ không không chừng cái cảnh đúng không? Khác. Cái nhưng cảnh. Mà cái quả đó là cái tán to rồi đây này. Ừ. Nhưng mà đi sao nó to cao lên nha. Không phải là rất là ý là rồi mình bĩa lên cái lá mình nhau. Cây nhà bà Thuyết là cái tóc tin. À ra. Mẹ là cái mồm nhũa nhũa đi mà sao nó thành cái măng to đấy. Sao nó lớn này nè, phải về năm lớn nó đẻ ra giống năm năm rưỡi. À ra. Cái măng nó lên cái mập như cái măng đó. Thế là cái cảnh. Nó cũng trắng trắng rớt nè. Cây tê là cái tóc tin. Nhưng mà lá không phải là lá tròn tròn. Lá bè. Bè bè là gì hai bè? Quay hai cái nữa là hết đi. Quay hai cái nữa về. Giờ cũng vừa rồi. Mới về chứ vừa rồi. Bây giờ em về lớp 1 cũng được. Có người nhà nấu cơm. Có người nhà nấu cơm. Đi quay cho đầy mái. Đồng mà bây giờ còn chưa có lương, có khi phá sản rồi á. Thôi đừng quay nữa, ở nhà đi. Để nói chuyện là thấy chị nhắn là sang tuần có lương, mà hôm nay sang tuần thứ hai rồi. Anh dịch chị này đang bị đau nữa, đã chưa phát. Đợi đang bị đau chân. Hả? Lần này nhá. Cái máy xỉa hơi rơi vào chân. Để xe hơi xe. Máy giữa xe. Rơi vào chân. Chắc chỉ bồng gần thôi nhỉ, xương tròn xương phần mềm. Hôm đó nhắn tin là hỏi chị đi đi khám đi chụp thế nào rồi. Em ơi đang bị xương to nên chưa biết được. Xương to mà đi khám ý là người ta chụp vẫn xương quá cũng không thấy nè. Bà hội hà trên dầu đúng bốn người cũng gầy cũng nhũa. Nhiều dần. Có gì béo lên tí là đẹp này. Dáng bãi ra béo cái là đẹp. Ngày trước cũng béo lắm chứ. Bây giờ không béo đâu.
mà tao thấy bay nuôi con nít nhưng mà bay ở giữa có người đằng đỡ rất là bay cũng sướng mà bay lại cũng không béo được. Em là ăn được nhiều là vô sữa. Đợt trước em bé theo đồng hiệu chứ cũng gầy. Gầy cũng có như như vậy. Thế nào mặc cái áo đi giá thằng cậu một đen gầy. 39 cân 40 cân còn gầy hơn cả mình. À lũ mà luôn hơn. Gầy quá nhờ. Đợt 47 cân là được gầy lắm. 47 cân là gầy. Vì mi cao. Trời đang còn cối cái ánh thờ. Bây giờ năm mấy? Sao mà ngày trước đi học con ni với con lụa chắc bằng cả, con với ngân bằng cân nhau đấy nhỉ. À ra em 53 cân mà nhung xương to à. Đi học nha cứ 49-50 cân mà mỗi bữa chỉ ăn có nửa bát cơm thôi chả dám ăn nhiều. Bộ gạo ăn nhung to à. Nặng. Rất là giờ không khỡ được ra nữa chi. Gắn chắc luôn với ăn luôn. Ý là không, cái ốc xoài á. Ốc xoài chứ. Ốc xoài nhưng mà cái ni là bị cái mình cái khuôn ở trên này là bị tách rồi. Tại vì gà rắn gắn cái chỗ tách lại thôi. Bữa trước tao cũng gắn ở trên chỗ ni rồi. Nhưng mà tao giờ nó lung lai chỗ ni này. Nó cứ rơi cái ni ra này. Rơi cổ này. Chỗ đó bạn chắc lại xịt X52 vô. Gắn chặt lại chả gắn chặt lại rồi không khở được ra nữa. Ý là mình cứ để cố định luôn chi. Mình có dùng trên nó máy đâu. Mình chỉ dùng lên xuống ở đây thôi mà trên em nó gắn... phải vặn lấy. Mà trên nó gắn lại cũng chả hướng chi. Mình vẫn kéo lên kéo xuống được mà. Chỉ là mình gắn cái cổ ni với cái thanh đó thôi. Dáng con nhà ngân đẹp nhỉ. Đẹp. Như người mẫu hai vợ chồng như vậy dòm đẹp. Chồng đẹp vợ cũng đẹp. Nói chung là mấy đứa đi đứa mô cũng đẹp. Chồng đứa mô cũng đẹp này. Chồng lũ cũng đẹp này. Chồng đúng đẹp tự em... bôi rào bôi sơn vô suốt. Mình cũng đẹp chứ chi. Chỉ tự ra mình ngâm đen rồi chứ. Mấy khi có người khen cái vẻ người ta khen này. Mấy khi được xứ. Đi, nhưng mà chồng đẹp mình nữ đi mình ngại cực. Tao á chồng cho có chứ biểu gì chứ chị ý là cứ muốn mình mặc cho trẻ ăn tí đó rồi rồi chứ biểu tao cứ đi làm đẹp đi đó vì tao cái tính tao hay ý là tao hay ngại đó hay ngại tao không tự nhiên được không tự tin được đấy. Anh như tính anh tự nhìn tự tin lắm, anh không nữ mô. Vậy đây đi mô cúc nhau đi ầm. Anh nó đi bộ vậy chưa muốn cho mình đi. Anh thì chú ông xuống như tự. Bạn của anh đấy chứ bạn mình có đi quá em không? Nhưng mà cái gì đó. Mình lấy chồng một cái là bạn bè cũng chả. Bạn có đi nhưng mà tao cứ rắc dây với mớ cồn nữa tao cũng chả đi mô được. Được bà, bài bút lông mải tao đây có nên đi xăm mà. À, cái bữa anh biểu cái con cháu nhà anh những cái bữa mùng 4 là dỗ ông cố đó là bữa anh mua tao bộ đó tao đem tao bán cho con Hường cái cục son đấy chứ bữa phấn thì em không dùng pha kem phấn nên mà chị bán cho em cục son anh đúng là hầm tao mua cho lại đi về đi bán đi em có dùng đâu mà để cho hư đi ha. Ai hôm giờ giá thì nhà nuôi côn đi bôi son bôi phấn thì tao cười chưa? Công nhận đúng không? Ở nhà giữ con đi đâu? Về đi đám hoặc là mình đi bôi mình bôi tí rồi. Mà đi đám tao cũng đỡ chứ chị đi. Giọng mình cũng phải là người đi làm cái chi ạ? Sao anh chị chạy hơn chạy mấy tuổi? 3 tuổi. Anh năm 79, tao năm 82. Phụ nữ cứ đẻ vài đứa con vô cái là già. Đàn ông thì đến độ tuổi chung á là trẻ. Trẻ ra chứ. Ừ đúng đó. Chạy đi xăm mày xăm môi đi. Thì anh như cái biểu cái con cháu anh như cái bữa hắn là bên hắn bên làm đào làm tóc rồi hắn làm đẹp đó hắn về đó anh đi xuống này mi tư vấn cho bác mi này thế cũng xăm đó chứ bà thế giờ không phải ngại à. Thế không phải ngại bây giờ mình người ta xăm nhiều xăm hết rồi bài biểu đi bây giờ mà già nó xăm như mình bây giờ mà chị không xăm chị đi với chồng á hắn lại ấy đi cái người ta còn chê chứ bây giờ mình xăm đi tại vì bây giờ hắn là phong trào rồi chứ không phải là chị Hằng Hưng cái bữa đi giống qua đi ăn phượng nữ chạy đi này đi qua mẹ ném hết rồi tê tê em nói em dòm em ngại bôi lắm chạy trước chạy bôi giờ bôi kem chống nắng chạy bôi cua chứ bôi chứ mà cũng chạy ăn thua rồi ao dòm em ngại bôi lắm anh bôi cho em bộ chống ném rồi chống nắng đó rồi kem bôi đi mà chạy tao ngại tao bôi vài bữa cái tao lại vứt được tao cứ bôi vài bữa cái tao vứt được dòm mà tao ngại bôi biến nhiều thứ lắm thế rửa mặt trước cái là cái bốn thứ liền
bồi bốn thứ, bước một, bước hai, bước rồi đến dưỡng ở chống nắng, rồi dưỡng ban đêm, rồi xịt khoáng, rồi rửa mặt với cái chống nắng thôi. Rửa tao ô trời. Rửa sữa rửa mặt tao ông chả rửa rồi còn bia cho ăn rửa. Ban ngày á chị rửa mặt thôi, rửa mặt buổi sáng buổi tối, xong bôi dưỡng ban đêm thôi, sáng ra lại bôi tí kem chống nắng thôi. Tao lời lắm chứ chị hàng những cái bữa gì chứ. Chồng muốn quan tâm bôi chứ rồi không bôi, mà bôi đi cho da đẹp chứ sao mà cứ để cho nám hết rồi nè. Hàng hết rồi, hàng hơn coi chứ. Ừ. Chạy chứ biểu gì này, chạy bị phẩm rồi. Chạy biểu tao đi này, quay mà nó chìm một quay đi ngồi nắng ném hết thì chạy nhiều góc khứa quá, chạy em ở nhà em chạy đi kiếm được đồng mồi chứ 4 năm lương chạy đang còn đúng đi. Chạy đang còn đi cho em chạy đi mấy lương năm nay thì giữa chả có lương mồi ở nhà chỉ biết tiêu tiền thôi. Bán hàng này là bán đồ ăn sáng, bán hàng trên mạng đi đúng. Chạy cái buổi chạy nhiều khứa cạnh lắm nên chạy phải đi chứ còn cạnh chị. Ờ chạy chứ. Cái cạnh chị thì con cái cũng lớn rồi đúng không? Rồi mà chạy cái còn nhỏ, thuốc men nó thứ. Bỉm sữa thuốc men. Mấy hầu tàu tàu nhà lắm lúc tập chán cục mà muốn đi ngẫy đi. Đi mình ngẫy gì này. Sáng ra mình cựa được cho cô nó ăn đó rồi đêm nó đi học mình thúc cho nó ăn, ăn lâu nó thúc cho nó ăn nó đau dạ dày nè là một mình đi muộn nó mình đi vội cũng khéo tai nạn ạ. Thật đấy chứ, đi vội, đi kịp giờ để lên như chip cũng có lại mất cái tiền họ, tiền tê rồi. Hay bỗng dưng cốn ốm lại nghỉ nó rồi chăng tháng được 2 triệu mấy, không có tăng ca. Không làm công ty đâu, như là ví dụ như chị có người chồng á, bà thứ chồng mới đi chứ không có người chồng là đi được. Thì cho chả gửi được, cái chộp thì gửi được chứ mà gửi lâu rồi chả nữ được. Bây giờ bà cho lẫn như ví dụ nó có ốm đi viện bà không chả nữ được. Bà cho giờ lẫn tha lẫn thận ạ. Làm, làm công ty ốm đau chứ con cái ốm đau nghỉ khó khăn lắm. Mà mình nghĩ nhiều á, chả trừ hết các tiền chắc được 2 triệu mấy nhỉ? Tiền là gì? Đó, bọn đảo với tiền. Tiền là tin là Phật. Qua xa nhà vui, nhà nó vui đó, nào cũng vui. Như Ngân đây thì con Ngân đây là lấy chồng, cái chồng đi Hàn đi lấy thằng Tùng mới đi chứ nhỉ, hay là đi trước nhỉ? Lấy rồi mới đi. Nói chung là như con Ngân đây cũng không phải lùa kinh tế lắm nhưng mà có tự chỉ có phải xa chồng thế này. Xa chồng sẽ thiếu tình cảm okay thôi. Chứ thằng Ngân lại không phải thiếu về kinh tế. Như cho đây nó lan lộn kinh tế ngày trước cái tàu. Làm tao chỉ chậm thôi chứ còn tao làm hơi bị lấy chồng cái xa chồng. Mình chỉ xa chồng thôi. Được có mấy tháng nha. Đang bầu cái Andy đúng không? 3-4 tháng. Chị ta không phải xa chồng. Ôi trời, xa đi lại sướng. Em vừa phải xa chồng vừa thiếu kinh tế đấy. Này gần bà ốm ơi, thêm không phải em không, nhiều người ở nhà nó kiểu vợ chồng kiểu là hai ba chạm đó để cái chồng tôi đi chú có tình cảm nó chỉ tiết tĩnh nha, chạy nó sang chạy biểu đi chứ. Đi xa nó lại tình cảm đó, ở gần lại hai chậu nhau, gần hai chậu. Nhiều nhà ở gần hai chậu nhau rứa chạy biểu rứa mà cái nghề thường thường đi này vừa là lại không có tiền nữa lại thì lại chạm nhau vừa là ở gần nhau đúng không? Cả nhà chả ai đồng ý cho đi Đài Loan, cả hai vợ chồng tự quyết định đi Đài Loan. Con không muốn sang như vợ ở nhà đỡ đó. Ai ngờ đi sang được năm muốn gọi nhau về ly dị nhọc người. Rất là gọi nhau về hay là thằng Đăng ấy nhỉ? Hay là biểu là việc không có việc cái bữa chứ không chuyển công ty khác rồi mà lại về. Không được không? Về đòi ly dị. Thế giờ đứa con nữa trên nhớ thằng Đăng này nới lại biểu nữ. Thế vợ chồng nhà vợ có quản tình cảm chưa? Chắc còn thì em mới không đi dị. Tình cảm của hắn hối mình không biết là. Nhưng mà ý là hắn ví dụ mà con nữa ở trên ngoại hắn có bữa muốn ngủ trên đứa hay là hắn về đây? Toàn về mà. Toàn về thì mà ăn. Ý là ở nhà hắn toàn về mà. Mà ăn được. Bày mà ăn được cái chi? Mới được ăn dẫn nhau đi khách sạn bên ngoài. Chị bảo không mà ăn được cái chi? Ngày trước thằng Đăng em với tán gái cứ 10 giờ bà hội gọi về, bán vẫn cưới nhau về có 4-5 tháng đẻ chi? Không mà ăn được cái chi sáng đẻ rớt đứa. Này 6 giờ ăn rủ nhau cái lên cái xe. Ăn đây đúng không? Không có đi đâu. Bay ơi, chắc còn đến trẻ chắc đang muốn bữa tao đọc cái nữa mà tao tức cười nhá. Cái vụ ở mô không mà kiểu con đi với thằng đi kiểu là con đi bữa về nhà mẹ đĩa thì thằng đi là kiểu là hắn xuống hắn biểu về con đi không về. Nên là anh vi cầm dao anh kiểu là anh kiểu anh đến là khi nó có mình con đến nhà đó. Anh cầm dao ý là nên kể cổ con đi anh bắt con đi là ý là cho anh. Bay tắt đi. Ôi sao mà cô nữ kệ bây ạ? Cô nữ kệ.
con nữ kiện vay ạ, con nữ kiện đúng là hắn hiếp dâm đó. Thế sao ông bạn cưới rồi nhưng mà có con rồi. Đấy, không lại đi không phải ly dị, chưa ly dị mà ly thân, kiểu con đi hắn kiểu là mua về giống con vợ thằng Đăng đây này, kiểu như quan hệ không có sự đồng ý rất là kiểu con đi hắn không muốn hắn về nhà ngoại, thằng đi đến biểu về thế hắn không chịu về, thế thằng đi đến bữa nữa lại không có ai hôm nhà hắn kể mà hôm cũng về nhà hắn ngủ mà rồi đi đánh bài là bà hội tìm thấy trong hội bài là muộn đâu chứ còn hôm mộ về nhà. Giờ sao cái bọn bình luận mà cái bọn nó bình luận nhá, hắn bình luận biểu gì chứ. Cái cồn nó cũng hầm giữa thì ý là hắn muốn thì chúa một tí, với lại cũng là vợ chồng đã là ly dị mô mà đi kiện hắn biểu là hiếp dâm kiểu đứa đó kiểu cồn nó không còn tình cảm, hắn muốn chấm dứt, nhưng mà thằng đi vẫn là muốn cồn đi về, thằng đi cứ đến biểu về nhưng cồn nó không về, quyết định là nó không về, kiểu giống như nhà con Tâm với cái thằng Đăng này này. Về là cứ ưng ưng nhỉ. Dân ly dị cũng không ly dị thì cũng chưa ly dị. Mà thằng Đạ, thằng Đăng cũng đẹp trai đấy chứ, tự răng á, răng mà lễ chứ. Bữa nay đi về lại béo, đợt này thấy béo béo đấy nhỉ. Ương thì láo, một đứa thì cũng lông bông. Nói chung là cũng tệ. Đứa mồ lấy chồng cũng muốn là chồng. Thằng nó thì lông bông. Đêm mồ lấy chồng cũng muốn chồng mình ngoan. Tao vừa với ăn ở nhà lúc nãy à thế. Này, chết, mày còn lắc nữa. Tao con đợt đi răng tao không thèm cái ngoạt nữa tê. Đợt trước người cho con cây thì tao giàng là chúa. Ổi ra mà để em chín gì đó. Ổi mà người cho ăn chín cái lại dòi mà để xanh thì lại chát. Bên cái bơ răng bên cái bơ đúng không? Không cái cây chi nhiều hoa đó. Cây này là cây dỗi, cây dỗi. Thì mình không đạo được mấy quả. Chả đạo ổi cho nhiều quả. Ừ, ổi vàng ngơm đi. Hắn nắng ăn được đó. Mà để chính quá lại chính mà ăn ngọt thì lại dòi. Mà cứ vừa xanh xanh thì còn được, mà có đợt ra cứ đợt nằm tê á. Chả biết là rùa hay rùa tao tưới nước đá hay không. Được cây nào chứ. Ủa tao trồng đám tầm tơi rồi vãn lung tung. Không có thì phá quách đi cho rộng cái chỗ đằng sau đó cho thoáng mà trồng rau. Thì tao cái ổi đó đợt trước cái đợt năm tê thì eo cái nằm nó rằng mà giỏi hết bây ạ. Chả biết hay rùa tao tưới nước đá nhiều nóng nó quá. Mà nóng lên nhiều rồi. Không phải nước đá cái côn cho ăn đá một cái rồi tao cứ đem đứa tao tưới. Mà tưới rất là nhưng mà cái cây ổi nó bọ chứ. Rùa cái cây ổi nữa đó. Rùa cây đó. Ừ, rùa cây đấy đó. Cây phải tưới quý. Cũng tưới quý đấy chứ Ngân, tưới quý nhưng mình không phải được cái cây hẳn cái cây ngôn. Chị chặt quách đi mà lấy chỗ rộng thoáng rồi đó mà trồng rau trồng ria cho tao bọn tao lại chưa tiếc có biết tao lại trồng cái cây mít vậy. Đợt nữa tao mua cả cái mít về bên cây xoài anh như cho lại biểu đi này, cái mít chờ nó không với mít tua như ngày xưa anh lại biểu rồi, nhà thì hẹp mà vườn hẹp lại đi mua trồng mít rồi tao lại đem mình tao đổi tao lấy hai cây xoài liền mua cây xoài rồi lại lên lại mà xoài hắn không ráng chả đạo được mấy quả năm nay thấy đạo được nhiều hơn nè. Cây giống như con nhung vừa gọt ai này to ở giữa nhưng mà nó chua hơn rất là xoài. Cái xoài này là phải để xoài như cho là xoài nữ này xoài xoài chi nhà hắn là xoài xoài thái nhưng mà có tưởng không đạo được năm ngoái hắn cũng ra quả nhưng dần dần hắn rộng thì chỉ còn được mấy quả năm nay thấy đạo nhiều hơn nè. Còn nè rồi nè tao bữa tao phải chặt đi một cây đó để cho rằng mà chuột cho ăn đi thôi. Ổi không rơi chưa có đợt nó ăn ngoài rìa đồng tao chả nuôi mà nhà ông Chí nuôi nhưng cũng không chạy sang đây cắn chuột giữa mày nhớ rìa đồng bên chả giờ chả ngoài đồng chả có cái chi chỗ ăn thì nhân đối thì cũng vồ nó ăn chuột chui cả vô trong tủ quần áo đẻ bằng cho bầy chuột chui tủ quần áo không có cắn quần áo à ồ rứa luôn ngày trước mình đi học ký túc xá mà chuột nó cắn chân cắn thủng cả tất này cười cực đôi giày bà Mai mà bà nó đánh tháng ngày xưa đó nhỉ mà chuột nó khuét cả cái đống bị đánh tháng luôn khuét cái gì đánh tháng đống quần ngày xưa đống quần cơm đang mặc cái trong người đi ý là mặc quần thì ý là cũng có cái quần thôi nhưng mà rộng mà cái đống xuống bãi ngày xưa này cũng có quần lót nè bà muốn nó bán mặc cái quần rộng mà khi đứa bạn đang ít tuổi ngủ với bạn mà đánh tráng mai lại thì sao ấy ngủ xuống thấy tròm chuột cắn. Eo ơi ngủ mà chuột cắn mà chả biết đi tao đợt có cái đợt mà cho mới cưới được thời gian ạ ở đang ở nhà bà nội ạ eo ngủ mà đêm mà chuột lại chân tón gàm tao ạ mình có tán nó chim mới thấy
chứ còn mà ngủ mà ra mà cô ngủ sai mà cắn quần thì không vô người thì cũng cứ đọng đúng không? Đây em cắn tất này, lúc mà cắn rách tất xong cắn vô chân thì mới biết. Đây là rộng quần rộng á. Quần rộng áo mà mấy khi nó mới hơn 10 mấy mười mấy tuổi ngủ sai biết chi. Quần ông toẹt đó. Ngày xưa là quần không phải quần sợt quần năm định. Bỏ con nít cho ai đó ngủ chứ chừng. Thế học bay ơi, nhưng ngày xưa bay chả biết dáng cái ngày tao đang nhũa nó khổ nhỉ. Nhau tao mặc, tao toàn là mặc quần lẹ mà mặc cái quần giống các quần bà già giờ, không phải quần sa tanh mô mắn là giống như phải xoa xoa mà đen đó. Cái cứ mặc cứ lè lên cái đó lại về bữa lại lấy món quần tíu lên. Quần mà cứ mặc của quần nó luôn ạ, nhau khổ thật đấy. Ngày xưa khổ lắm, mà tao đi học cũng xách cái túi cước này. Mà cũng xách cái túi cước chả có cặp mô bay ạ, ngày xưa khổ nhỉ. Xưa sợ rằng sống ngày xưa đó. Ngày xưa nhỏ nhỏ như bọn nó là tự đi học nhà trường nó xa cứ các thì tự đi học chứ. Mình toàn đi học chứ đi học mẫu giáo không trả là đi hồi trước mẫu giáo. Mình học lớp mấy lớp 5 thằng em học lớp 3. Giờ đi học cái mùa mà ngập lụt đó, nó ngập lên đến đây này, lội nước đi xong rồi đi cứ đi xen cái mương á. Cái thằng cô rơi tõm xuống mương. Mấy đứa là hỉ hội kéo lên. Rất là mương nước đó nhỉ, phải ngoài sông rồi nó cuốn đi luôn rồi đó. Còn đi học rất là tốt, đi đường đồng để đi lên trường chứ. Xong đi qua cái mương anh thì lớn anh nhảy sang trước, anh bảo ném cặp sang nhảy sang đi, nhảy phát rồi tõm xuống cái mương. Lại cắp cặp về. Em thì rơi mẹ xuống ao. Mà chả kêu em lên, thằng em cũng chị ơi kêu em lên. Mà không biết có đứng nó đi tao về tao kêu. Nghe chưa rõ ai. Xong kêu mày về đó gặp bà chết đang ở đứa. Sao mà mày ngu lắm ra sao em mày mà hay mà ăn bộ hiểu nông chứ mà thơ với chết rồi. Em thì cứ cầm cái que chạy em. Rồi không le ở như lối đâu không có dần nào mà không le. Không que mà xong em về chạy về đi kêu. Em thì cứ giơ que với chị ấy kéo em chạy tới tao đi. Kêu ra có em đấy bị về. Chạy là ông khôn kinh chết không dám kêu em á. Thì nghĩ là mình nhỏ không chi được. Em giờ dẫn thằng cu nhà em đi chơi á, xong nó nút ở Vin Bi. Đang cõng ở giữa đường, vất thật là giữa đường không? Ngồi đây chờ chị đi gọi người. À, đến hôm sau anh cũng không bị hóp mà đến hôm sau ỉa ra Vin Bi thôi. Ừ, tao đấy là ai côn nhà cạo cho là ai bắn hắn lại bổ một cây nó đấm chống cái tài xong phải tài có rồi đi trốn mày ạ, cứ đi chui buộc nhà xí đi trốn mày ạ, đúng ngu à, đúng ngu lắm thôi. Còn là cô em đang chơi hạt võ lại bị tịch vào đây, ra mày cứ bị bên đi này, bị xì ra lại có cái này có hít vôi. Bọn nó không biết xì. Ôi trời. Nhỏ không biết xì. Nhiều đứa vẽ hồn ngô đó, phải đi lấy vệ đắp đó. Nó xong đến khi ông dưỡng ra nữa là chà bác chặn cái gì này, bắt nào, xì ra bác cái gì này, xì phát khó. Hết rồi, không đủ quay cái nữa là về. Còn có 5% đi. 5% thì cỡ rồi. Không được, 2% là ngừng rồi. 5% 5% của tao không biết sùng khiếu sập rồi ạ. Em 2% là ngừng không quay nữa. Phải 4%, 4% đi ngồi quay đấy. 4% đi về. Tôi đi về 5 giờ. Đi bộ về, kêu chồng ra tốn đi. Khỏi xem chắc xong chưa đi bộ về. Thôi đi bộ đi. Ồ quần độ. Chìa khóa nhà. À. Chìa khóa nhà. Anh em với lại mẹ với lại bà nội đi xuống đây dọn đá rồi. Con nữ đây cũng ném tần giang này nhỉ. Mi tần giang đúng không? Con gửi hai đứa bên bà cố rồi. Cứ ngồi ở đây. Vui tí nữa về. Mì viên lụa bằng tuổi nhau. Ba đứa bằng tuổi nhau. À ba đứa bằng tuổi nhau à. Nó mô già hơn đúng không? Nhưng mà dòm lụa vẫn cũng trĩa đấy chứ ba. Trĩa mà. Trĩa mà. Trĩa mà. Hôm trước ai bảo Ngân trẻ nhất nhỉ? Trĩa mà Ngân trĩa. Wow. Trĩa nhưng dòm Ngân đô con Ngân trắng. Mà dòm lụa như nhũa người thì dòm tỉa mà. Khóa cửa. Mà còn không thì về đi, để mẹ lấy chìa khóa về chứ. Nói chung là nhiều người ra đen đen tí nhưng dòm lâu có zin mà. Thôi cứ về cứ dọn đi nhá. Chưa về à? Chưa ra gần xong rồi. Dọn chi? Dọn bái dọn chi dưới bái. Dọn làm ruộng á? Làm mấy thước lạc rồi. Nhưng mà nay lại dọn cái chị ở như bờ đó. Phát cây thì chị bờ đó. 5 giờ rồi đó. 5 giờ rồi. Để có vẻ không có chìa khóa nữa. Ở đây đợi bà đồng về thì về. Ngồi cho vui. Mấy khi rồi cô Quân đó, cô Quân đứa bà với thằng Đồng đem xuống đó luôn. Đem sao bà cố gửi rồi.
Có được 2 tiếng không? Được chứ nhỉ? 10, 12. Nó bay xoài à. Cái xoài 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 to to đó mà bữa ăn hàng cho ăn mua trên công ty có 25.000 2 cân. Ra một rẻ đó. Ồ, một to lắm thôi. Quả to mà rõ ngọt ạ. À. Nó là xoài tượng. 20 phút. Thơm mà ngọt lắm. Em gần được 21 tiếng rồi. 1 tiếng mai quay 4 tiếng. Ngày mai quay nữa. 21 tiếng đang còn nhiều, đang còn những mười mấy tiếng nữa đây. Đang còn 16 17 tiếng nữa. Đang còn phải đi nhiều mày. Nhá. Cho ngày mai. Sao mày cũng 128 GB mà mày quay để được có 17 tiếng. Em đi 4 ngày thì nữa. Chứ rằng giống cái máy bữa tao mượn con Đức nhà cậu Thái cho đó. Hết lại không được 10 tiếng thôi mi ạ. Trạm hai mấy ghi đó mà cũng không được 10 tiếng thôi. Mà có bạn cho cũng trạm hai mấy ghi mà hết lại được những hai mấy tiếng về rặng vậy đó. Qua được 2 tiếng. Gần 30 tiếng. 108 thôi mà. 108 là chia cho 3,6. Vâng. Bà làm gì đó? Bà làm gì đó? Chứ sợ mấy bà này cho sao? Chúng bố mày dẫn bà này cho sao? Đón Nhung về đi. Về đây nhau đi chợ đi mà mua thức ăn ăn đi. Mà đóng nhắm thì chó hết mình. Ủa đang cần đợi thức ăn. Hôm nay là một cái lựa lợi. Điện thoại còn 35,7 GB. Thẻ nhớ đang còn nguyên. Đợi máy mà quà. Các cái đồ nó còn thể ăn cho ăn trẻ ăn đây ạ. Thể ăn cho ăn trẻ ăn nè. Trẻ ăn. Ví dụ các cái lưỡi lợn này, cái thịt bà chị, cái chín trẻ ăn. Chị ăn có mỗi cái thịt lạc rành 5,7 chia 6 cuốn như chó nó ăn thịt mông hay thịt than. Con nhà em toàn ăn đồ ngon không? 6, 6, 3. Con như chó ăn không phải là ăn đồ ngon mà ăn kén nên không ăn ăn 3, ăn 7 chia cho 3,6 3,7 chia cho 3 3,7 là đang còn được 6 cái hay là 12 tiếng nữa. Chia cho 1 tiếng của mình bao nhiêu? 12 tiếng với kia là phải 1 được 7 tiếng là 3,5 à? 2 tiếng là được là 5 đi. 2 tiếng là 5,95 là coi như là 6 GB đi đúng không? Đấy 37 là còn được 6 cái như thế nữa. Là được 12 tiếng. Thế một cái 32 GB nữa. 2 tiếng đây gọi tôi những 2 tiếng phải 7,2 thì. Đấy 2 tiếng có 5,95 là 6 GB. Đây 7 thì. Em về trước thì trước ta là 3,62 thì dùng các bạn nặng vừa nặng hơn đấy, tại vì máy lọc phân giải cao của em. Máy lọc 16 thế mà của em có 8. Quài cái này nặng lắm. Cái bữa trước tàu nhân đài mới có mấy tiếng mượn máy ông Đức Hiểu Thái mới được có hơn 8 tiếng à. Mà chả quay được nữa bay ạ. Mà tao xóa đi phải đến mười mấy 20 cái ảnh. Ờ mà chả được, chả quay được là cũng không quay được. Rằng bác cũng không được một chạy ạ, phải một phải hàng trăm cái ảnh mới được một video ấy đăng á. Mà lại máy của nhà hắn này, ảnh nhà hắn mình xóa hết thì răng mà ảnh cũng không phải là nhiều lắm mà răng mà nó rùa cái máy nó đấy chứ. Cái máy nó răng ạ. Chứ bạn cho 128 GB mà hắn lại được quay được nhiều. Xong cái này cái nữa. Ta phải lúc mùa tối tí tao lại đi sang nhà bác chép. Bữa âm tê tao chả quân nữa bên đây bên nhà ông ngoại đêm quân sang nhà ông ngoại đó tao đi sang nhà bác chết tao qua cái sau cái ta đóng rạp bên này cái mỡ nhạc cái tao phải lại đi về nhà ông ngoại mà ôm mỡ to lắm tao không chả em tao về tao lại đi ra nhà Thủy Lận nhà chú Thủy nhà bài đó tao ngồi tao quay đi đứa quê mẹ đi đếch mang ghế đi ra ngoài đồng đứa lại chả mang ghế lại vô nhà Thủy mượn nó ngồi trong đứa quay lúc thì cái giữa tao cũng chưa quay nữ nên tao cũng chả biết ấn được nhiều không chưa quay đài nên mà nhưng mà tha hồ ô rồi anh mua tập bụi eo ôi xong anh mua mãi 5 tiền mua chìm tầm 4-5 triệu thôi à, anh đưa mua cho dùng còn ở không dùng để đây đến giờ để cho nó dùng anh biết nhưng mà anh biết thôi anh dùng bình thường anh dùng cái máy cậu của anh như thôi để gửi về cho dùng máy nhỏ để dùng máy to máy to đi làm nó cũng vướng đấy thì anh như cho ông dùng máy đóng ghi thôi mà dùng máy rẻ tiền hơn
Thế bọn lại bài không cứ quay 20 phút một thôi à? Cái hồi mà ngân này hồi mà mi với Tùng mới cưới mấy tháng nên đi rồi, em mi có thấy buồn lắm à? Buồn nhở, em tao không thấy rồi buồn lắm thôi. Ờ. Bây giờ con nữ nhà bài có khi dưới mình mặt đến dọa mình cũng buồn hẳn gì đó. Ừ, người ta biểu mà khi có bầu mà mình buồn hả, cô cũng buồn mà. Mà mới cưới về. Tao tưởng tượng vì là tao cũng là chồng đi xe suốt nữa, tao chứ ngẫy thôi. Như ví dụ chưa có cô nó chồng đi dưới nó buồn nhỉ. Nhưng chờ đây lại giờ đây tao lại thấy đỡ rồi này, vì giờ đây là tao là giờ vô cái tuổi già rồi, mình cũng không kiểu là mình cũng không như cái hồi nữa. Eo hồi nữa anh nhớ đi Dubai nữa. Trời ơi, anh gì nữa tao khao quá. Eo ơi mà đi. Eo cứ biểu gì chứ. Nhịn nhàn thì mình cũng bớt ăn đi cũng được, mình cứ phải gọi được điện cho anh chứ, mình mới thấy được. Em mà không gọi được nữa mình cứ thấy răng ạ. Ờ, nhà bay mua máy tính sách tay hay là bàn? Ờ, nhà chó cũng đang để thì hư mất rồi. Bán rồi à? Đi bán được đó. Ô tao đếch bán được tao đâu. Ờ. Chứ mình lại bán được. Tao lại đéo biết bán, cứ để trong nhà nữa. Chắc giờ hư rồi nhờ. Để lâu hư mà đồ cho tao để mấy năm nay rồi đó. Ô hồi. Cái này em chả biết chat mà cho. Biết chat thì chỉ có cái gọi bằng cái ni rồi chat chứ cái chi gọi bằng cái Zalo ra nữ đó. Cũng lập răng đúng không? Tao toàn là cạo lập với quần thẻ cho lập, tao chả biết cái nữ bây giờ tao ngu à. Tao không chả biết mà. Giờ cái gì cái con bía cho ăn lập tao không chả biết chứ. Chỉ biết gọi là gọi cái Zalo đứa nữa. Ai nhà báo lại là tiểu thư con gái nhà nghèo. Chữ BMX. Còn thằng đó là kẻ trắng tay. Đứa mô mà đạt rồi đạt hai đó. Kẻ rắn tay. Rắn tay là không có chi cả này, rắn tay. Đạt ở như cái Zalo đó. Ừ. À này chứ cái thằng mà nhà anh em nhà bà ấy dưới đó mà về hắn chết chứ đó, còn vợ hắn giờ đang nuôi côn hay là đang đi nước ngoài. Tôi để côn nhà cho bà nè. Hai đứa rồi nhỉ? Có mấy con đứa thôi à? À tao tưởng hai đứa thôi nè. Kiểu nữa rồi mẹ ăn đi rồi mẹ ăn đây chả. Năm nay về để sang mục cho anh ơi. À đó. Cuối năm nay sang mục. Eo khổ nhỉ. Mới ở dưa. Đây chẳng mất eo buồn nhỉ. Đàn trĩa quá. Buồn lắm. Mẹ nó chạy con trăm triệu nè. Trăm triệu nè. À đó. Ờ. Con trăm rồi chứ lễ. À hắn đĩa ra. Tên nữa con gái để sau này hắn lớn. Đến học để đi học. Ví dụ hắn có đi học đại học. Ờ khen. Ờ. Khi mô mà tốn kém là lúc bớt thôi. Ừ. Để sau lấy vốn cho hắn sau này đi lấy chồng. Ờ. Vất vả. Ý là nó cũng được thòi á. Lấy cái vốn đó. Đi chồng. Không nhưng mà mẹ ăn mà đi lấy chồng mẹ ăn không cung cấp đủ bà ăn cũng không thể nuôi được thì lại rút dần cái lẽ nữa mà nuôi hắn chứ đúng không? Mình ờ thì dưa giờ mẹ ăn ăn tỉa đó chắc chắn là mẹ ăn phải đi lấy chồng mà mình cũng phải thông cảm phải để cho mẹ ăn đi lấy chồng chứ chồng. Hả
Ờ. Cái cô nữa đó. Ờ. Vì lại hắn đang ở trị rứa mà cũng phải để cho đi lấy chồng chứ định. Sẽ đi lấy chồng. Ừ. Không thoải mái với cái gì này, hắn thiếu thốn tình cảm vì đang còn quá trị á, đúng quá trị á, nên mà mình cũng phải thông cảm. Mà con gái hân hân phải ở với bà chứ cũng chả đêm được hân đi vậy ạ. Bà ơi, ờ hân đi lấy chồng được. Cái con nên đi lấy chồng được bà xong chứ còn mẹ ăn đêm đi bay đêm đi tao không chả thích. Là ví dụ mẹ con nó con gái mà đêm đi con trai đêm đi lại còn đỡ hơn đấy. Con gái đêm đi nó chồng nhiều đứa cái loại dê cụ đấy mất dạy lắm, đéo với dòng máu của hân á. Ừ, eo cồi trình mẹ với thấy là nhiều bay ạ, đúng cảnh thực tế luôn chứ. Chắc đi nhà với bữa trầu là ở ra còn ngày còn 18 là 10 ăn ở ra 18 còn 19 cưới đi cũng 10 làm tài làm lễ làm tài rồi cưới luôn gói gọn luôn à. Sinh dâu luôn gói gọn xe rồi thế à già thế biểu là thế mà tê các bà nói chuyện tao ngồi tao quái khi các bà đang ở đây nè, các bà biểu con ở bên nhà con nữa bắt là phải cả họ đi sang đi thắp hương ở dưới nhà thờ mà cách nhà bà nữa những không biết là gần 20 cây hay 1 cây đó nè, kiểu nhà họ tổ á, chứ nhà này biểu cây nhà đi hô cả họ trai mà phải xuống đưa anh chi, chỉ có hai đứa nó đi xuống đứa chứ như giữa cái con đi khi con đi khi con đi đi lên trên Hoàng Long thuê chỗ nhà nghỉ hay nhà hay là phòng trọ ở thấy biểu rứa thấy biểu là rứa kiểu nhà bên tê thì bắt là cả họ phải sang cái nhà thờ nó đi thắp à. Nhưng mà hầm mình cũng thấy giữa hầm ạ. Chị cũng cứ thằng nữa làm rễ họa nữ thì đến thôi chứ đúng không? Ờ. Ừ. Thì ở rất là đúng là hợp lý rồi nè. Ờ lại bị bắt cả họa ra rồi nhà. Ông báo cáo là cháu lấy vợ lấy chồng mà mang một bãi ngay. Thì chị đến thắp hương nè. À. Thì thắp hương chứ mình mà chị liên quan đến nhà đó mà đến thắp hương. Thì thấy bị rứa ra rồi cái rồi kiểu nhà đi không đồng ý, nhà đi không ưng rứa rồi con nữ khi. À. Con nên bộ ăn đi. Thấy bữa tao nghe các bà nói ngoài đứa bà sang bà nói là con đi không biết sao mà đấy là đi nữa con đi mấy bữa nhưng mà hai bữa nay mình thấy nặng đây mà nhặt nhưng mà nay về bơm tê thấy các bà nói không biết là bơm tê về chưa chúng nhận nặng đây này thấy mười hôm qua nặng đây mười khách này cho nam còn nay về rồi cái gì nhỉ giờ hân tự nhìn nhỉ anh tự nhìn nhỉ con cứ đến đấy nó như chi nhỉ eo ngoài sườn nữa eo tao ấy eo hồi hồi trước nó đi đến đưa nữa anh như cứ biểu đi đến như tao chả dám đi thôi tao đi tao cứ kinh quá nhảy như sầu nữa tao kinh vậy ạ à. Tao đến hồi nữa là đến lại côn nhà chú ở ngoài Hải Hưng về đó. Hân về đông ấy, chắc là biểu mình đến những côi mặt đấy. Đến như tao cứ phải rủ con ánh sinh đây đi này. Bạn tao đó tao rủ hân mà đi tao phải đi. Giờ mẹ cho chứ biểu gì chứ à, thì thôi hân biểu đi thì đi với hân tí. À đi đến nhà hân tí. Nên là tao biểu đi đứa kêu con ánh mà đi em biết đi sang mà không em chả đi mô. Còn đi lần mô tao đi hai lần nó ráng tao rủ con ánh đi còn lần bọn bạn lính của anh ấy, mới về á mới ra quân á tập trung ở nhà anh ấy, cứ kêu tao đến nhá
Rồi hai anh nhân viên cái anh nữa đi cái xe min đến biểu tao ngồi lên đây tao cũng không, hai anh cứ đi đi biểu đang đi mua thêm cái chi nữa. Thầy bữa hai anh đi đi mua đi rồi em lại em kêu nó anh nha, rồi em đến. Giờ tao đến nhọc kìa, thấy nhà con anh thì ngủ mẹ anh đi kêu chả thấy đúng không lúc nhích gì. Tao cùng căng tao chạy mà tao run bay ạ. À. Éo hồi nữa hai lắm. Éo tao run lỡ mai là ý là lỡ mai hai lão quay lại mà thấy mình đang chạy cái là biểu mình đi mình không đi lại cũng không được. Ô tao run tao chạy về cái tao bữa tao trốn luôn xuống dưới bếp nhá. Tao biểu mẹ cho biểu hắn là hắn chưa về không biết đi mô rồi nhá. Là hai lão biết là tao trốn rồi lại. Mà tao run như cái sấy là cũng ngại nó răng mình hay nhờ. Mình không đi quyền mình mà răng mà run chứ. Ô rồi chạy ô cùng càng chạy nhá. Đó là lại hay lão lại biểu chú răng mà lại nhắn anh chả thấy. Ừ đúng rồi, tự nhìn. Tao nhớ eo đi ngày cưới đi thử vái ở nhà bà điều vụ đó. Có ngày ngàn ngõ nhà anh ấy đó. Mà cả bọn sớm vì khi tao cưới trước mà bọn cả bọn con Hòa Canh này rồi con anh này đông lắm, một mớ tốt thanh niên đi thì đi đến dưới để tao thử vái nó cả anh ấy nó. Mà sao bọn đi vô đứa đi coi cô đóng rạp có đẹp không cái khí đúng đang con nít rồi đi vô coi là bọn trà đóng rạp có đẹp khi nó rạp đang bình thường thôi. Đang mượn rạp bằng phông rồi đóng tự đóng đấy, thanh niên tự đóng, mượn thanh niên đóng rồi bàn ghế của xóm đây nè. Rồi là mở bọn vô tao đếch vô. Tao chả vô, tao cứ ngồi ngoài ngõ, anh cứ lôi đi vô nè. Mà tao không chả vô, tao cứ ngồi ngoài ngõ nhà anh nữa. Cứ ngồi ngoài đường chỗ cái cống đi vô một tí đó. Cứ ngồi nữa. Ra mình cũng hai thật đó cái khi nó răng ạ. Tới nhà anh đi được mấy người trai? Ba người. Ba người không. Không, nhà toa thứ hai. Bà ấy học lấy nhà quần cả cũng ngại lắm. Quần cả gánh nặng mà. Cái chị đánh tay. Thật chứ. Cả trong nhà thôi. Như nhà bà ấy đây đến sao mà nữ nhà bà. Nhà bà ấy mà đến sao về đứa lúa chi đất mà đất. Nhà đi là cả luôn này. Cả trong đấy anh em luôn. Đúng đó, đến sao nhà bà ấy là thờ cúng ở ôi nhiều thứ thì nữ lắm. Nhà em thì cả trong nhà thôi. Ừ. Đúng rồi. Mày cả trong bố mẹ của mày thôi. Nhà em cũng là cả luôn đó. Như nhà Choa đây giờ như nhà chị Tú đây cũng cả nhiều này. Chưa cốt được chưa? Thế là mẹ đi quay nguồn lạnh rồi. Nhưng lại tha hồ quay rồi. Dâm yêu mượn lương cốp. Tí là bay về tao đi ra đưa tao đi ra nhà bức chép tao ngồi lấy 20 phút nữa. Đang để xe bên dưới không? Tao đi thấy đang ngủ nên tao mới đi chứ không mà đi lâu là để cho chạy nên không nữ được. Nó nhà anh chạo nhào với không cho ăn được, tao cứ phải cho ăn để tao mới đi. Nhà lụa việc chị giờ nhà lụa trẻ phải mua đất nè, sao nhà lụa con kẻ ở đứa nè, nên sao chú chị đấy chú có đi được cái chú nó mua ở chỗ khác nhà bãi hai thằng.
Eo ông già nó giờ có tao không trước đây ạ, đang tróc cái cổ với ông tay này. Tao này để ông tay. Áo chi? Áo này con lụa mua mấy trăm, tạm muốn có 500 mấy thôi. Áo em da ướt. Ờ, chắc mình mua đắt hả? Mấy? Đây có tao kiểu cái chỗ ống tai đây là mình hai màn ẩm vô đó bị tróc tróc ở như cái chỗ dưới cái ống tai khuyên khuyên này này với cái tí cái đường sau gái này các chỗ chưa việc. Mày giặt đâu lô già nè. Tao chi có giặt mình bủa lau đi chứ răng mới lại giặt. Ô trời tao tiếc cái đôi dài ạ. Anh mua cho tao có 280 thôi bày ạ. Cái nằm nữa. Cái nằm nữa anh nhớ đi đi lại tao đi mua. Tao đi. Chạy phí này. Không, ăn đi. Cho cua thì cho tao ăn chứ có thằng bằng. Cái gì đó. Mà yêu tao trẻ hay đi tao đi có mỗi 2 năm Tết chứ sao ạ. Anh ở nhà tao đi nè, với năm Tết tao đi, năm ngoái tao trẻ đi mà năm nay lôi ra đi bay ơi, đêm rơi đế ra mà trên nhau đẹp lắm. Đến cứ rơi lòng ra. Bà ơi bà mời bánh, ăn bánh như thế này. Bánh. Chị á, nay hết đang ngủ nên chị trả cho ông. Chưa nãy sáng nay mình rửa mà nói xong ấy. Tôi chưa đem sang với cái bánh. Ăn bánh nha bánh. Cu ơi, chú cu này. Cái gì có cái loại mùa cái vị, các loại vị hoa quả. Thôi thôi. Cái loại này chỉ có cái màu hoa quả, có cái loại mà... À cua. Chị Hà hả cu ơi. Bon không quản đấy chứ. Chơi với gì à? Này cu ơi, chơi cu này. Bon ăn bánh không? Bon ăn bánh không? Ăn đi. Không ăn à? Để không khả năng ăn à? Tươi nha. Tươi thôi. Này, nhờ. Ăn có bú sữa ngoài hay bú sữa mẹ ăn mà trộm vía nha. Sữa mẹ thôi. Ồ, sữa mẹ tốt nha. Đĩa khéo nhà đĩa đường thẳng côn rất khéo nè. Sao đĩa được côn được thẳng được nè. Bây giờ đang còn cơ hội tao đây giờ mà đĩa nữa là khổ mà không đĩa nữa thì chỉ có một bề này. Hả? Bảo anh xí bố tiền. Ừ, nếu mà đi thì tiền được nhưng mà chị ngại nhất là giờ nuôi đây này. Chạy dưới nhà thì chị chán lắm mà. Mà nuôi con nít chán lắm, nuôi nít nhọc lắm. Thôi thôi, dừng hả? Còn như ví dụ mà đĩa đi theo thì giờ mình cũng không phải là không có điều kiện theo. Cái con nuôi về lâu về dài nè. Lớn lên già. Để già. Chứ thì tôi chứ biểu tao cứ biểu anh cái gì này. Anh có muốn là anh muốn để em đang còn tụi em đĩa nè. Anh muốn khổ em đĩa. Có những khi mà em già em trả đĩa được anh mà muốn anh đi lung tung á là em khổ nè. Em không đĩa nữa. Anh lung tung cồn mồm mà chả là cồn anh cái nối dưới nè. Không, anh sẽ cho anh cũng được ấy chứ. Anh không phải nổi dưới mà. Vì anh ấy không quan trọng lắm luôn. Vì anh biết gì này, tính tạo nó còn rẻ không ở được. Tính anh thoải mái này, anh đỡ mồm mà chở được với tao. Anh biết rất ạ. Ok. Nhưng mà ông trẻ ở sau này á. Sau này khi mà mình già mình không lết được rồi. Nhưng cái vẽ này là chả có mấy hoa này nhỉ? Còn có 13,7 ta ghi nữa thôi. Tao hỏi bà Loan.
sáng tao chả đi sớm được làm cái gì mệt. Tao hỏi bà Loan, Loan sinh bữa là có thấy bọn nó quay mô cô với chả biết. Tao đi ra đồng vèo, tao định ngồi ở đồng vèo. Còn 21 ghi đây. Nó nhiều hơn đi. Nên nó là bữa nay anh nghĩ không? Có chị Trinh chị hôm qua hôm tối hôm tê đi cô chị Trinh chị biết không? Chạy ơi, em chạy biết làm cốp chạy biết. Ô bữa nó chạy lại cũng chạy nhớ chị kêu. Ôi, chạy biết. Ôi xưa. Sao mà em chạy đi cốp đi ra mà để nhiều nữa rồi tê. Được 20 tiếng là đi cốp đi chứ. Ở nhà mà nhũ nhũ mà đã ngôn thế rồi. À. Ủa gì toán lại răng răng ăn dở, ủi lai, ủi nữ ạ. Chúng tao đi cầm sang bên nhà bác tiếp tao ngồi. Ăn mặc đó, mặc đấy. Thời trang về nào. Để. Lên đường. Giang đi. Đi. Ha. Giang mà làm hay lắm. Cười đâu nhé. Cười trở bên là làng. Bè. Em bay đấy, em bay đấy. Mê. Vâng, nhà cháu con cháu nữa nhà ăn tắm được cơm. Cháu để đi sang chỗ nhà bức chép cháu ngồi téo nữa. Em mê. Ê, cái mặt để... Được mấy tháng rồi? Hơn 7 tháng rồi. À. Cái mẹ nhà vợ nghỉ 6 tháng đi làm à? Vô nhà nước chưa hay là đang làm nữa? Biên chế. À. Bà ơi, cháu đi bà cho. Chị đi đây bác cho. Vừa biên chế được là thích rồi. Ôi, chết chưa? Ông ơi cháu về đây ông cha. Nhung ơi đi trước cha. À, chị đang quay chị đi sang nhà bác chép đây chị ngồi bạn về để đi sang đây. Chị phải khép cửa này nhỉ? Có khép không? Ừ, tao đi qua đây cha. Ừ, đi ra đây tao ngồi. Hai bác sợ cơm chưa? Cháu ngồi đây một téo nữa. Bạn dạ chưa cháu bọn nữa lại về rồi cháu lại ngồi đây một téo nữa. Cháu đang quay dở video. Bạn đến xong rồi đi về. Kim Linh á. Học về đó. Cô đang quay video. Quay chả biết được là cho thằng Đạt đây mà không biết được con bán lên nước ngoài mình con ghép vô cái gì đó. Hai đứa đi chung đó ơi. À, cứ quay có cảnh cây bác, có cảnh cây với lại mình ở trong nữa. Okay.
Vâng, và vùng nữa thì không biết là cái tỉnh hay cái huyện nó có vài người bị thôi bác. Nhưng mà công ty anh ấy vẫn là bình thường. Cái chỗ nó vùng nó không phải là trung tâm dịch. Chứ như thế thằng Tuấn nó gì cháu không rõ là thằng Tuấn nó ở chỗ mô nhưng mà hắn diễn hết hợp đồng đến thay dịch cho nên hắn về. Hắn hay là hắn hết hợp đồng từ lâu rồi giờ hắn thay chị Phương bữa là định hè hắn về, hắn sáng về rồi lại dí rốn nó chỉ về. Mà rốn thay dịch nó vẫn về. Rồi với thằng Cú Hùng đây cũng ở đúng trung tâm dịch nè. Hùng đấy đó. Vâng, nhưng mà có tự là hắn mới vừa sang nên hắn lại cũng không về mà giờ cũng muốn về lại không về được nữa. Giờ người ta không cho chuyến bay ở bên nữa sang Việt Nam mà Việt Nam không sang nữa mà vì bên nữa cũng không được, Việt Nam không cho sang đây nữa. Vâng. Từ cái bữa anh Tuấn về đấy là đang là về được nè. Vâng, về còn cách ly không được về. Vâng, về cách ly 14 ngày nữa. Vì được về nhà lại sang lại phải cách ly 14 ngày nữa mới được tiếp xúc với người khác bên nữa. Mất tháng. Nên mà hắn cũng vừa mới về, cô Hùng mới sang biết được đã được một tháng chưa đi sao anh sĩ anh cháu sang đi mấy mười mấy mới đi thế cái thằng con nhà Thiết Trung con nhà Thiết Trung với Sơn Hà đây là lấy con nhà chị Vân Trần nhá thằng nó cũng vùng dịch nè vâng hắn cũng vùng dịch mà lại hắn chưa về lần mô mà lại cũng không về vâng cháu chưa đóng thì bé không chơi đó. Thank you.
Kim Điên ơi. Cháu chưa, mới vừa cháu mới vừa chơi cái bữa chơi xong, bác chơi cái phường đây, cái phường thì còn có 2-3 tháng à đó bác. Cũng 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 rằm mà bác, cũng rằm vâng cô cũng 500 tháng à bác, 500 2 triệu chứ. À đó bác là chơi phường 2 triệu rồi, cháu chơi cái phường 500 thôi. Nó vừa với múc à, vừa với hết cái bữa tháng 1 thì lại bắt đầu là chơi luôn đó. À vâng, rồi có 500 tháng. Vâng, có 500 thôi. Bác chơi nhà chị mời đó. À bác chơi nhà chú Thành nhá, cháu không chơi nhà chú Thành. Vâng. Cháu chơi phần phụ nữ. Vâng. Vâng, cứ 500 một tháng.
Kim Linh ơi, mật khẩu wifi nhà bà mấy? À không có. À để coi thử bác cơ. Hả? À nhà bà không có mạng hả? À ra sẽ mình răng mà bát được nhà. Răng bát được con. Ngồi cái bạn lúc tin tức. À, cái này quay, cái này là ai gọi đến thì cô quay lâu chưa? Cô quay thì trong tết mà cô chả quay được mấy, cô mắc thì cũng quay được mấy. À. Chỉ cần bấm thôi là được không? À. Cô không biết biết bấm. Năm nay chị Kim Linh 12 nha. À 11 à. Để bạn cu, bạn cu. Đang quét dọn đó bác. Thank you.
Dạ vâng, hai bác mời cơm đó. Dạ, con biết đấy nhà ăn cắm cơm, vâng. Để cháu về cho con nấu tí canh. Vâng, hai bác mời cơm đi.
rồi.